Thống kê cho anh thấy là khoảng chừng 90% cho phụ nữ tới phòng gym tập được tầm 7 không? Tập trong thời gian ngắn nhất, tập được nhiều bài, tập được nhiều set nhất, tập được nhiều rep nhất, đốt calo nhiều nhất, cơ giãn nở tốt nhất. Đó là những cái nhất trong những cái chương trình giáo án cường độ cao. Đẩy lên à, đẩy lên, đẩy lên. Đúng rồi, quá tốt. Còn 3 cái nữa. Rồi xuống, hôn, không buông á, hôn, hôn, giữ lại. Không buông, kéo lên, kéo đẩy lên. Đẩy, đẩy, đừng cho nó chạm tạ, đẩy lên, hôn, hôn. Good job. Hôm nay là Duy Nguyễn sẽ cho các bạn thấy chỉ ship ô sụp đổ. Rồi bây giờ chào mừng các bạn đến với Thền Online, Thái Ốc Lò Gym để chúng ta cùng nhau luyện gà phần trên của con gái. Bây giờ đó chúng ta sẽ tập phần trên nha bạn, ngực trên rất là dễ cứu. Và phụ nữ đến phòng gym á, chúng ta phải tập trung cái phần ngực trên nhiều, tại mấy phần ngực kia tập không có tác dụng. Bạn chỉ cần nhớ trên và trong, đó là gym nữ. Và Duy Nguyễn sẽ hướng dẫn cho chị CFO một cái phương pháp tập FST7 ngực trên rất là lợi hại trên một cái máy tuyệt vời sinh ra để FST7, đó là máy multi press, tất cả for gym đều có. Và vô chúng ta set up vị trí đẩy ngực trên, ghế dốc không quá 30 độ, cầm phía trong trước lên. Rồi em đẩy cho anh 7 cái, khép cái tay vào để tập trung focus vào phần ngực phía trong đó, và nó sẽ căng, nó làm cho bạn giãn cái ngực tối đa mà rất là dã man, rất là ngoan rợ. 7 cái tự động hạ xuống, 7 cái tự động hạ xuống nha các bạn, bơm liên tục đó. Phụ nữ tập ngực bài này rất là duyên dáng. Rồi cầm phía ngoài 7 cái tiếp, nếu mà đẩy không nổi thì bắt sồn cũng được đó, để cho cơ ngực kích thích liên tục. Đúng rồi, chậm rãi thôi, căng cái đoạn căng là ăn tiền nè. Vô chúng ta sẽ thực hiện 7 set liên tiếp ở cái phần ngày tập ngực của chị em phụ nữ. Chơi một bài này thôi là ăn tiền. Xong rồi thầy. Xong rồi xuống căng khép ở căng nhức không. Rồi rồi hạ xuống luôn đó, ăn tiền là cái cuối. Rồi ngồi đứng dậy nghỉ mệt đó, nó sẽ vô một trên, nhớ đây nè, phần ngực đi, tập cho nó dày lên. Rồi uống miếng ăn trao vào cao đi, uống miếng ăn trao vào cao đi, chúng ta cần phải có ăn trao vào cao để chúng ta phục hồi. Hàng lý mệt ten, gần hết 45 giây rồi. Xoay đúng rồi, xoay đó, nhức chưa. Bữa nay bảo đảm em tập em sẽ về rất là nhức cái ngực. Mà thống kê cho em thấy là khoảng chừng 90% cho phụ nữ tới phòng gym tập được tầm 7 không? Tập không có đúng. Thầy dí vào đây, thầy coi cứng như cục đá chưa? Cứng rồi đó. Kinh chưa? Phương pháp xịn mà. Rồi vô. Rồi, cái đầu tiên lên cho. Rồi vô. Ở động tác ăn tiền là cái gì? Cái căng. Đó, cái căng ở đây rất ăn tiền. Không có thiết bị nào cho bạn cái căng nào hết á. Khi bạn tập tạ với tạ dumbbell, nó sẽ không có được cái cảm giác nào đâu. Dumbbell thì con trai chơi, nhưng mà con trai chơi dumbbell mà cái kiểu này nó cũng không ra được cái cảm giác mà khi bạn tập với máy multi press. Bởi cái thiết bị nó rất là quan trọng để nó mang tới sự thành công cho các bạn. Ở 7 set, ở 7 rep sau này á, thì em cứ tập hết sức của em. Lúc này kỹ thuật nó không quan trọng, mà chúng ta tối đa hóa cái sự kích thích cơ bắp. Lúc mà cầm hẹp vô là ăn tiền, còn này cố gắng đúng 7 cái thôi. Ăn gian được, chiếc nhạc cũng được, cứ đẩy lên cho ngực, cho cơ ngực trên cái tích liên tốt đó. Trời ơi, nổi gân luôn kìa. Hạ xuống, good job, quá đỉnh. Gồng đi nếu thích. Thấy không, dạy mới còn tháng rồi giờ khác liền không. Nói chung mà khi các bạn tập với phương pháp FST7 nó chỉ có một cái là nó hao hàng thôi, chứ còn ngoài ra thì nó sẽ rất là tốt. Thời gian chúng ta tiết kiệm nè, rồi kích thích cơ tối đa nè, rồi có một ông thầy là push tuyệt vời nè. Thì FST7 là một trong những kỹ thuật cường độ cao trong những buổi tập, chúng ta sẽ chèn qua những kỹ thuật khác. Thật ra nó FST7 vậy thôi, tức là ta tập theo cái kiểu đó, nhưng chúng ta kích thích cơ bằng những kỹ thuật đã cũ. Các bạn đã biết trong đó có superset, có drop set, có căng cơ, có hold, có static hold. Em cảm giác như là bao nhiêu mẫu là nó dồn hết ở đây vậy? Bum! Vô! Tiếp! Chưa hết 45 rồi. Hết 45 giây. Rồi! Bum! Set thứ 3. Hôm nay là Duy Nguyễn sẽ cho các bạn thấy chỉ ship ô sụp đổ. Tập ngược trên một bài thôi. Rồi vô! Với phụ nữ tập một bài thôi là ăn tiền. Nếu bạn có sức thì trước khi tập này bạn hít đất vài cái nữa là đẹp nữa. Xong rồi vô thôi. Cái động tác này phải ép tay nha. Cố gắng ép tay vào.
đủ chưa? Rồi xong tới ở ngoài nè, nhồi liên tục luôn, nhồi ư ừ. Come on, nhồi ư ừ, đúng rồi, cố lên, bấm lên, ok. One more. Ok. Rồi thôi, good job. Rồi. Trời ơi, cái ngực của tôi nó cứ mới có 3 set thôi. Ủa thì mấy set thầy, 7 set hả? 7 set lận, mới có 3 set thôi. Cố lên. Cứng đơ, mất cảm giác luôn rồi. FST 7 mà. Tầng thứ 7 đó mới được tập cái này nha. Chứ không phải là các em vô em áp dụng đâu. Tức là các bạn nữ đó phải tập gym cứng rồi, lâu rồi, thâm niên cả năm rồi thì mới vô chơi này nổi. Mà muốn chơi cái này nổi nó đòi hỏi rất là nhiều tố. Các bạn không thể nào thấy một cái buổi quay video đơn giản ngắn gọn vậy, các bạn tưởng nó ngon dễ ăn, không có dễ ăn đâu. Bạn vô bằng tập một mình, bạn đi bạn tập hai set là bạn chán, bạn nghỉ luôn rồi. Nhức quá, nhức quá. Nên bây giờ là đại gia có tiền người ta đi muốn coaching chứ người ta đâu có muốn PT đâu. Quá, PT là vừa tiền thôi, còn coaching nó mắc lắm. Nhức quá sao vô tập cho đỡ nhức chứ sao? Nhanh, nghỉ tối đa 45 giây, nhớ tối đa 45 giây. Biết được 45 không? Không dễ làm chuyện thần kỳ đâu các bạn. Xong set này thầy sẽ có một sự điều chỉnh mới. Cố lên à, căng cơ. Đúng rồi, nếu mà được hôn nữa cái vị trí thấp xuống một tí xíu nữa nó giả mang hơn. Rồi cầm ngoài liền, đừng đang tập trung, lợi dụng cơ bắp nó đang bị kích thích, mình chơi luôn chứ không có ngưng đó. Nặng dữ vậy, bắt đầu vất vả rồi đó. Đó, vô ăn tiền trên, bắt đầu vất vả rồi đó. Ok, good job, cố lên nào, cố lên nàng ơi, ship ô mạnh nhất của năm. Good job. Đây set thứ 4 rồi, bây giờ là thầy sẽ có sự điều chỉnh nhẹ. Đứng nâng tạ nha. Không, thầy sẽ điều chỉnh bức ghế, thầy sẽ điều chỉnh bức ghế thấp xuống. 3 set cuối tập ngang. Trong thời gian nghỉ 45 giây đó thì các bạn có nhiều cái sự kích thích các da, có thể căng cơ, có thể là gồng, nhưng mà phải làm một ngụm in cao và cao để cho nó phục hồi ATP. Ở đây em đang sử dụng ATP là cái hệ là cái hệ thứ hai đó em, cái hệ lắc tích á. Ta đang sử dụng ATP hệ lắc tích là nó kết hợp giữa hiếu khí và yếm khí, và mỡ của em đang được đốt luôn. Ghê vậy hả? Mỡ em nó đang được đốt trong lúc em tập, và khi về nhà nó sẽ cũng được đốt luôn. Ghê ta, ghê chứ. Trời, chưa uống. Ngủ đốt đâu? Ngủ đốt luôn. Khỏi cardio thầy. Cardio thì nổi nữa rồi, cardio riêng một ngày thôi. Chứ còn khi mà đã tập vô những ngày cường độ cao này sẽ không cardio nổi đâu. Vô. Rồi cầm phía trong. Rồi cầm đi. Rồi giờ nè, lên nè, đó, lên nè. Rồi đẩy nè, đó. Cố lên. Này. Bây giờ nó sẽ tác động như ngực xuống dưới một chút xíu. Đó. Mình sẽ đi từ trên xuống. Mình lợi dụng là lúc này là cái phần cơ ngực phía dưới nó còn khỏe hơn phần cơ ngực phía trên. Mình dồn nó, mình trải dài luôn. Rồi ngang. Rồi. Cố lên, số 5 rồi. Xuống sâu hơn nếu có thể. Tốt. Chung nè. Tốt. À. Ok, bây giờ thấy thế nào rồi? Thấy nó nhức xuống lan xuống dưới chưa? Muốn đơ không, phải không? Bán được rồi, mất cảm giác rồi. Mình tập FS7 là phải cảm giác đơ cơ nó phải là như nó bùng nổ tối đa rồi nó mới đáng, chứ không phải là mình tập mà cơ bắp nó chưa được tác động thì nó sạc nó ổn lắm. Cái này giống bơm ngực quá thầy ha. Thì bơm cái gì nữa, pump. Tập trong thời gian ngắn nhất, tập được nhiều bài, tập được nhiều set nhất, tập được nhiều rep nhất, đốt calo nhiều nhất, cơ giãn nở tốt nhất. Đó là những cái nhất trong những cái chương trình giáo án cường độ cao. Lean body ta một đời ngạo nghễ. Vô cầm phía trong nào. Đúng rồi. Đó, kích thích với máy multipress 7 set liên tiếp, nghỉ 45 giây mỗi set, uống intra hoặc cao để phục hồi. Intra hoặc cao không chứa calo, không làm cho em mập. Mình tập để mình đốt mỡ, để mình duy trì cơ bắp, mình duy trì muscle. Ra ngoài. Thời gian tập luyện trong gym một ngày chỉ từ 45 phút cho tới 1 tiếng. Thời gian trên bàn giấy chém gió nhiều hơn kiếm tiền, phục vụ gia đình, cống hiến cho xã hội. Đó,
là một phụ nữ thành công ngạo nghễ giữa dòng đời. Nữ quyền của em đó. Cố lên, cố lên. Rồi còn Oli một set nữa thôi. Uống đi. Tiếp thật kinh dị luôn. Còn nói chuyện được mà. Set sau là bơm hết cỡ nha. Mấy set rồi thầy? Set cuối, giờ còn set cuối. Set cuối tập chậm lại cho thầy. Tập chậm lại. Mình nói chung là khi mình làm clip mình sẽ cố gắng hơn mình tập thiệt nữa. Chậm, giữ. Rồi vàng đã coi nhất chưa? Còn nó sưng lên luôn à? Em sợ thầy luôn. Thầy luôn, thầy giết người luôn, thầy. Đau! Sưng lên rồi. Thiệt sự luôn á. Bây giờ trong lịch tập siêu nữ tâm kinh của thầy, thầy sẽ rất ít là bố trí phần tập tay. Tay nó đã ăn theo những cái bài này quá nhiều rồi, nên tay chỉ là một bài duy nhất thôi. Nó em áp dụng lịch tập siêu nữ tâm kinh này á, thì em có thể đổi bài liên tiếp. Ví dụ như tuần này á, em đã tập F7 về lần này rồi, tuần sau em tập khác, không cần phải cứ cái lịch tập hoài, mình phải đổi. Thì cái thư viện, những cái video này nằm trong mục là gym phổ ngoại truyện, thì nó sẽ cung cấp cho bạn thêm những kiến thức, nó sẽ update thường xuyên để cho bạn bổ sung vào gym nữ tâm kinh cũng như những gym phổ. Vô cuối nha. Set cuối. Bùng nổ nào, trái bổng nào. Vô đây. Một. Ôi sao mà nặng thế. Chậm thôi, chậm rãi, không gấp. Đúng rồi, đừng khóa khớp tay nha. Mới thấy khóa rồi đó. Đó. Hôn xuống. Giữ. Em xuống ngay cái nhịp thấp em giữ lại một tí. Giữ. Đó. Nó sẽ khó hơn rất là nhiều. Rồi em có thể áp dụng là spore rep. Ngoài. Giờ sẽ chỉ cho em spore rep. Nặng dữ vậy. Không có khóa khớp của chỗ giờ khóa mất kiểm soát rồi à. Rồi xuống đi. Mất kiểm soát rồi. Xuống. Mất kiểm soát. Rồi đẩy lên. Mất kiểm soát. Cười cái gì mà cười. Tập đi cười. Đẩy đi. Đời. Xuống. Thầy phải đỡ. Rồi lên. Còn hai cái. Sao khó khăn. Đừng có cười, tập trung nè. Khó khăn như vậy. Tập trung. Xuống. Mẹ. Ba. Rồi còn bốn cái nữa. Đẩy lên nè. Đẩy lên. Đúng rồi. Quá tốt. Còn ba cái nữa. Là ông bể cái phòng luôn. Đó. Đúng rồi. Ừ, một cái nữa thôi. Một cái nữa. One more rep. Rồi xuống, hôn. Không buông á, hôn. Giữ lại. Không buông, kéo lên, kéo đẩy lên. Đẩy, đừng cho nó chạm tạ. Đẩy lên, hôn. Good job. Rồi, good job. Rồi, em chắp tay vậy đi để cho con ngực nó căng một tí. Đó, để cho con ngực nó căng một tí. Rồi thôi ngồi vậy đi. Cái gì vậy, trả lại cho em Trần Giang. Một con ma họ CFO. Biết đâu căng như vui không? Cảm giác vui không? Mà nó giống như là sao? Giống như là lông hồng mà ở trên tay mà vẫn thấy nặng ấy. Đó, mình tập phải đạt được cái đó. Mất hết cả cảm giác luôn. Bây giờ kêu thêm một set là không nổi rồi đó. 7 set đi. Em tưởng tượng đi, 7 nhân cho 14 là nhiêu. Đất rất là nhiều rep ở trong này. Là nãy giờ là cái cơ loại một của em nó là được tập luyện tối đa, nó được đốt và được ép, mà cơ một là cơ ngậm mỡ. Chúng ta tập luyện cái cơ loại một nhiều vô, cái cơ bắp nó sẽ săn chắc hơn, nó sẽ dẻo dai hơn. Thầy, nó đang bơm rồi thầy, nó đang bơm rồi. Đúng rồi, đang bơm mà. Thôi, bây giờ cảm giác thế nào thì em cứ review cho các bạn nghe đi, chứ nãy giờ thầy tập thầy nhiệt tình quá trời rồi. Rồi sao? Không, nhiều khi là mình tập cơ ngực trên mà nó đầy á là mình mặc áo chữ cổ V nó rất là tự tin. Mà trước giờ thí dụ như từ lúc mà thầy chưa chỉ em có nghĩ là cái máy multipress nó sẽ làm cho em cảm giác được vậy không? Ông em cũng có tập nhưng mà em không có tập mà nó bum kiểu vậy. Tập thì tập mỏi thì thôi. Em tập theo kiểu truyền thống, em vô em đẩy chừng ba set, một set 10 cái em nghỉ đúng không? Rồi xong rồi mỗi set em nghỉ 1 phút 2 phút cái gì đó là truyền thống. Tập kiểu đó là tập để học bài chứ không phải là tập vô cái buổi tập đó để học bài. Tập cái đó nó không đi đâu về đâu hết á, nó cứ là cái sự duy trì tập luyện thôi, nhưng mà nó sẽ không đạt được thành tích tối đa khi mà mình bỏ thời gian vô gym. Tập kiểu này là tập bơm bơm dồn dập
thì tập gym phải bơm với em, nó phải bơm thì nó mới ra kết quả chứ. Bây giờ cái một 7 set của em thôi bằng cái buổi của em lúc trước rồi đó. Sợ hơn nữa, nó không, tức là buổi trước em chưa chạm tới cơ bền, chưa chạm tới cơ lộ 1, cơ lộ 2 mới chạm có 1 mí à, xong nghỉ luôn rồi. Các bạn nên nhớ là tập này nó nằm ở trong gym nữ tâm kinh tầng số 7, tầng cao nhất. Thì các bạn cứ, nếu mà các bạn vô tình theo dõi video này trên mạng thì bạn hãy coi lại từng những video đầu tiên nha. Bạn hãy lên website thanhonline.com.vn để bạn đọc cái hệ thống kiến thức cho nó hoàn chỉnh, chứ không phải là bạn thấy tôi với Thu Hương trình bày đây vậy bạn mới chúng ta tập theo, trong khi những kiến thức căn bản mà chưa hiểu nữa sẽ tạo qua nhập ma nó chết các bạn. Bye bye.